mình mới đặt ở trên Lazada về. Đây là cái sản phẩm pin máy ảnh, pin LPE8 dùng cho máy ảnh Canon DSLR. Pin này là của hãng Wasabi này. Thì mình đặt cái này là ở trong Nam. Theo như mô tả thì cái sản phẩm này nó 2000mAh nên là mình quyết định là mình đặt mua. Giá của nó là thành tiền thì là 320.000. Giá cái sản phẩm thì chỉ có 290 thôi. Mình áp dụng mã khuyến mại các thứ thì cái sản phẩm này mình mua tầm 280 cả ship. Còn thành tiền của nó là 320.000 cả ship các bạn nhé, 321.000 cả ship này. Thì bây giờ mình sẽ mở hộp để cho các bạn cùng xem luôn với mình. Ở đây có cả tem dán, tem này tem bóng dán. Công nhận là cái shop này người ta làm ăn cẩn thận. Đấy, hộp thì rất là chắc chắn, vẫn là còn chắc chắn. Thật ra bên trong đây cục pin nó nhỏ tí à, nhưng mà shop người ta làm ăn cẩn thận. Bạn nào mà bán hàng online thì tốt nhất là nên đóng cái hộp, ví dụ như đồ các bạn bán tuy nó có nhỏ thì cũng nên đóng cái hộp nó to to một chút để tránh thất lạc. Thứ hai nữa là những cái hộp to thì nó sẽ không bị móp méo. Này, hộp này thì nó gần bằng một găng tay của mình, tầm 15cm nhé. Đây, mở hộp ra thì bên trong đây mới thấy là cái độ chuyên nghiệp của công ty này. Đây là mình mua của máy ảnh 24 nhá. Thì máy ảnh 24 thì quá là ok rồi. Đây là phiếu bảo hành này, thông tin này. Ở đây có luôn cả thời gian xuất kho này. Đấy, đây là thông tin của mình này. Đây là phiếu xuất kho của họ. Đấy, phí giao hàng là 32.000 nhưng mà mình áp mã khuyến mại thì còn có tầm có 280 thôi. Giá của sản phẩm là 290 này. Đấy, đây là một số cái thông tin. Rồi, cái này thì mình sẽ bỏ ra đây. Tiếp đến là mình sẽ xem bên trong có gì cho các bạn. À, cái này là cuộn tròn này. Đây, cực kỳ cẩn thận luôn. Đây, cái cục pin nó nhỏ xíu như này mà cuộn chừng ấy xốp này. Cái này là xốp dẻo. Đây, mình để đây mấy phần này nó hết rồi, không còn gì cho mình để đây cho nó nhìn cho nó cận cảnh hơn cho các bạn xem này. Hộp này là màu trắng rất nhỏ, mình cũng không biết là tại sao lại không có vỏ, các cái vỏ to hay là gì đấy, hoặc là có thể là cái pin này là pin nó theo lô. Theo lô thì người ta sẽ đóng vào thùng chứ không có các cái vỉ. Đấy, đây là bên trong. Bên trong vẫn có tem của máy ảnh 24 này. Bây giờ mình bỏ ra cho các bạn xem này. Đây, mặt này thì chữ này là chữ Nhật. Nó có một cái tấm để bảo vệ mấy cái đầu tiếp xúc. Mặt đây là thông số và tem bảo hành. Đấy, thông số thì là 7,2V này, 2000mAh này, 14,4. Cái này mình 14,4 W à. Đấy, tiếp đến là mình sẽ bóc ra. Cũng hơi tháo lắm, không biết là cái cú rơi vừa rồi nó có ảnh hưởng gì đến bảo hành của pin không. Mình thề luôn là mình không thể loay hoay ra mà. Cực kỳ chắc các bạn. À đây, sao nó nhẹ nhàng như thế này nhỉ?
Đây, kiểm tra độ phồng của pin thì pin hoàn toàn bình thường nhé. Đánh giá tổng quan ban đầu là hoàn toàn bình thường này. Chân tiếp xúc thì nó bên trong đây rồi. Đây. Bây giờ mình sẽ lấy máy ảnh mình lắp thử và xem là cái này nó có pin hay không nhé. Đây là con máy ảnh của mình này. Đó. Các bạn thấy không? Mua máy ảnh về nhưng mà không dùng đến này, bụi mù lên. Để này nguy hiểm quá. Thì đây, trước hết là mình sẽ tháo cái cục pin cũ ra này. Đây, đây là cục pin cũ của mình, cũng là LPE8. À, nó hơi phồng lên này. Pin này thì được có một tí, có 1150 thôi. Bây giờ mình sẽ lắp thử cái cục này vào xem nó có pin sẵn ở trong đấy không. Mình thấy quảng cáo bảo là cái cục này 2000mAh thì các bạn có thể chụp được đâu đấy tầm khoảng 600 shot. Rất tiếc là trong cục này thì lại không có pin rồi. Mình bật không lên thì cái này bây giờ mình sẽ đi sạc thôi. Cục này của mình thì chắc là cũng hết rồi. Cũng hết sạch sành sanh rồi. Thì video mở hộp mà đến đây là xong. Đấy là cục pin của ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của mình.